Còn bên trong của nó thì có những cái ngăn như vậy nè. Và đặc biệt cho mình là có tới 13 ngăn. Xin chào cả nhà, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho cả nhà một mẫu cặp đựng tài liệu nha. 7 ngăn của thương hiệu Daily này cả nhà. Đây, thương hiệu Daily này, cái thương hiệu này thì không quá xa lạ gì với cả nhà mình nữa rồi. Đấy, và ở đây mình có tới là cặp này mình có tới là 13 ngăn lận nha cả nhà. Đấy, 13 ngăn nè, mã số là 5557 nha cả nhà. Đấy, 5557 số nó hơi nhỏ này. Đấy, 5557 ha, của Daily. Đấy, mọi người nhìn bên ngoài của nó này, thiết kế như một cái cặp bình thường luôn. Có quai sắt này, đây có nút cài này. Đấy, và nút cài của mình ở đây là nút cài tự động ha. Mình ấn vào thì nó sẽ bung ra, mình sẽ kéo lên thôi. Đấy, và mình ấn lại thì nó sẽ giữ cho mình và rất là chắc chắn ha. Đấy, bên ngoài của mình thì được làm bằng chất liệu là nhựa dẻo ha, nhựa dẻo. Và bề mặt của nó rất là dày luôn. Đấy, rất là dày. Đấy, bên ngoài thì có cái màu xanh rêu. Xanh rêu hơi phản ánh sáng lên một tí. Và rất là trơn mịn. Đấy, sáng bóng loáng luôn nè. Đấy, mọi người thấy không? Đấy. Còn bên trong của nó thì có những cái ngăn như vậy nè. Và đặc biệt cho mình là có tới 13 ngăn. Đấy, mình đếm thử cho cả nhà mình xem ha. Ngăn đầu tiên nè, thứ hai nè, 3 nè, 4 nè, 5, 6, 7 nè, 8 nè, 9, 10, 11 nè, 12 nè. Và ngăn cuối cùng là 13 ha. Rất là nhiều ngăn luôn. Tha hồ cho các bạn đựng luôn nha. Đấy, và ở trong đây nó còn tặng kèm cho mình một cái táp giấy để phân trang. Đấy, trên một cái ô này, mọi người thấy không? Đấy là nó sẽ có một cái ô nhỏ phía trên này này. Thì cả nhà mình sẽ ghi vào đây này, nốt vào đây. Ví dụ như cả nhà mình ghi là tài liệu học tập hoặc là giấy kiểm tra chẳng hạn, thì mọi người sẽ ghi vào đây và nhét vào cái phần ô này này. Đấy, rất là tiện lợi luôn ha. Có tới 13 ngăn luôn. Và nó cho mình rất là nhiều. Đây, rất là nhiều. Đấy, tha hồ mình sử dụng luôn ha. Đấy, cái này thì mình sử dụng cho kích cỡ là giấy A4 nha cả nhà. Đây, mình bỏ thử cho cả nhà mình xem ha. Thì giấy của mình đang sử dụng đây là giấy A4 này. Đấy, một xấp rất là nhiều luôn nè. Đấy, mình bỏ vào đây nè. Đấy, mình bỏ vào đây nè. Đấy, mọi người thấy không? Rất là nhỏ gọn luôn. Đấy, và còn rất trống rất là nhiều chỗ đây. Còn trống rất là nhiều chỗ luôn mọi người. Mỗi ô như vậy mọi người có thể là chứa lên đến 50 tờ lận nha cả nhà. Đấy, 50 tờ lận nha. Rất là nhiều luôn này. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là sử dụng để bỏ những cái đồ dùng học tập của mình vào này, hoặc là đồ dùng bút, hay là những vật dụng hàng ngày mình thường hay sử dụng á, mình sẽ bỏ vào luôn. Đấy, rất là tiện lợi ha. Và đóng lại. Đấy, khóa là khóa tự động nha cả nhà. Ấn vào thôi là nó đã khóa rồi. Đấy, và mình chỉ xách như vậy. Đấy, rất là đẹp ha. Đấy, mình là hình vuông ha, tất cả đều là vuông góc hết này, rất là đẹp luôn. Đấy, mở ra bên trong này. Sẽ lấy ra rất là tiện lợi ha. Ở đây nó cho mình một cái ô trống như vậy nè, để mình thấy được là cái tài liệu bên ngoài của mình là đựng những cái gì. Ví dụ như những cái vật dụng mà mình thường hay sử dụng nhất mình sẽ để ở bên ngoài, mình sẽ thấy được ở bên ngoài này nè. Đấy, rất là tiện lợi ha. Đấy, bên trong này. Đấy, nhìn rất là nhỏ gọn ha mọi người, nhưng mà lúc mở ra rất là to luôn. Đấy, nhiều ngăn cực kỳ luôn nè. Đấy, nếu mà các bạn là văn phòng đi thì mình sẽ sử dụng cái này nè. Vào công việc là mình đựng hồ sơ này, những cái giấy tờ quan trọng trong công việc chẳng hạn. Hoặc là nếu mà các bạn là học sinh sinh viên thì có thể là sử dụng để đựng giấy kiểm tra, giấy vẽ này, và những cái tài liệu học tập của mình đó. Hoặc các bạn cũng có thể là sử dụng để đi học thêm cũng được. Cái này mình xách đi bên mình cũng được, rất là đẹp ha. Đấy, xách đi làm này. Đấy, rất là tiện lợi, nhỏ gọn này. Đấy, và nếu mà các bạn thích thì có thể là nhấn vào đường link ở phía dưới phần mô tả, mình có đính kèm để tham khảo thêm về cái mẫu sản phẩm này. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp các bạn vào những video tiếp theo. Và đừng quên là đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bye bye.